Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình nấu cái món gắn hầm sả nha cả nhà. Hôm bữa mình đi ra ngoài vườn á, rồi mình thấy mấy con chó nó đang dí con gắn, gắn hổ ngựa. Rồi mình chạy lại mình giành với con chó luôn. Mình bắt mình lấy con gắn về. Nó cắn, nói chung nó cắn gắn cũng tờ hết trơn cả nhà. Rồi mình đem về mình nặng bỏ vô tủ đông rồi, rồi bữa nay mình sẽ đem ra mình làm cái món gắn hầm sả nha cả nhà, đang nấu ăn cơm cả nhà. Rồi để một lát nữa mình sẽ chế biến món ăn nha cả nhà. Ngày mới mình cũng mến chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn nha, thật nhiều sức khỏe nha, và mọi điều được tốt đẹp nha cả nhà. Đây nè cả nhà, nó mình dắt này mình đang gã đông nha cả nhà. Gắn này thì mình cũng mới bắt ngày hôm kia, gắn hung ngựa này cũng khoảng nửa ký rồi cả nhà. Công nhận mấy con chó nó hay thiệt. Cả nhà, mình làm cái món gắn hầm sả thì mình cũng đã chuẩn bị hai củ cải trắng nè cả nhà, củ cải trắng nè, với lại nấm rơm, với hành lá, với còn thiếu một món đó là đu đủ nha cả nhà, với lại sả. Rồi để mình đi bẻ trái đu đủ luôn, ra cậy bẻ trái đu đủ vô. Rồi mình lại tới cây đu đủ rồi nè, mình kiếm một trái ăn vô, mình bẻ vô mình hầm nha cả nhà. Trái nào đỏ nữa, cái này là cuốn nó nằm ở dưới, thì trái này chắc có lẽ là đỏ. Rồi mình bẻ trái này. Trái được rồi, đầu dưới luôn. Rồi mình cũng đã cắt mấy tép sả trái đu đủ rồi nè. Rồi trong khi chờ đợi gắn gã đông cả nhà thì mình sẽ gọt măng mấy cái này nha. Đó, mình gọt củ cải với đu đủ nè, với lại mình gọt nấm. Đu đủ không có hộp.
mình ngâm rửa mấy cái củ cải với nấm rồi mình bỏ miếng muối vô cái này, muối vô mình ngâm. Giấc này thịt rắn cũng đã gã đông xong rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ lên mình xào đi. Cho miếng dầu vô nha cả nhà. Bắt đầu mình cho rắn vô. Cho nó săn lên rồi đầu cái mình cho nước vô nha cả nhà. Rồi mình cho xả vô luôn nha cả nhà. Rồi, xong rồi mình cho nước vô nha cả nhà. Mình sẽ đổ thêm một ca nữa. Giờ là chỉ chờ cho thịt rắn nó chín cái là mình bỏ củ cải với đu đủ vô rồi là được rồi đó cả nhà. Với lại mình nêm nếm nữa. Gắn giấc này giấc cũng đã chín rồi đó cả nhà. Giấc này mình cho mấy cái củ vô nha cả nhà.
rồi bắt đầu cho nó sôi chút xíu rồi bắt đầu mình nêm nha, cho rau củ nó chín cái mình nêm, bỏ vô cái đặt kẹo cái nồi luôn. Rồi cũng mấy rau củ rồi cũng chín này á cả nhà. Rồi bắt đầu mình nêm nha cả nhà. Muối mình cho ít thôi. Muối không nhiều được. Muối nó mặn lắm. Cỡ muỗng vậy được à. Nêm nêm cho hai muỗng nha, cái nữa mình cho nước mắm. Cho nước mắm vô. Nhìn quá hấp dẫn này cả nhà ơi. Quá đã. Cho hành vô nha cả nhà. Cái này mình hầm rắn cũng chín rồi đó cả nhà. Cái này mình ăn cơm. Mình mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Dạ, nước vô. Thử một khúc rắn nè. Chấm muối ớt. Đã cả nhà. Mình gắn hầm chả ăn im quá im. Nói chung là mình cũng nhờ mấy chú chó cố gắng ăn à. Nhận mấy chó hay thiệt. Không biết bao lâu rồi mình mới có gắn hầm ăn.
con hầm mà chan cái nước ăn thêm thiệt, nó ngọt hết cả nhà. Với lại mình đêm cũng vừa mình ăn. Con này là cách ra kho mắm, kho mắm ngày hôm qua. Gắn mình phải ăn bóc, cầm bóc thì ăn mới ngon, cầm đũa mà chặt dụng nó rớt đó. Bằng lấy cái ruột đó luôn cả nhà, cái ruột non nó ăn ngon lắm. Chấm muối ớt chanh là còn vừa bằng nữa đó nha. Bữa nay có gắn hầm ăn thiệt đã. Cái nước ăn im hết chứ. Quá ngon. Thank you.
nữa. Chén nữa là 4 chén đó cả nhà. Tô múc nhiều nước rồi mình ăn hết trơn luôn rồi đó. Cạn nước luôn. Nước ăn ngon đó nha. Mình chan vô mình dễ ăn. Thơm. Quả đã đó nha. Quá ngon. Bốn chén nè. No rồi đó cả nhà. Múc một tô canh này mình ăn sạch nước luôn. Vào tủ rồi cũng hết luôn. Còn mấy cục gắn. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy có hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Lâu lâu ăn thịt gắn hầm sả là quá đã.